Những ngày vừa qua thì thông tin MC Trấn Thành ly hôn với Harry Won luôn được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Nhưng hiện tại thì người trong cuộc vẫn luôn phủ nhận thông tin này. Nhưng mới đây thì Trấn Thành lại có một động thái gây chú ý khi anh có một bài viết chia sẻ về người yêu cũ. Những ngày qua thì mạng xã hội không ngừng râm ran việc Harry Won và Trấn Thành xảy ra trục trặc, thậm chí là còn tính tới chuyện ly hôn. Bằng chứng là cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không đăng ảnh chung và không trò chuyện ngọt ngào trên mạng xã hội như trước kia. Về phía Trấn Thành thì ngay khi vướng phải tin đồn thất thiệt về chuyện hôn nhân thì nam MC cũng đã lên tiếng đính chính. Còn về phía Harry Won, nữ ca sĩ cũng cho biết là nguyên nhân khiến cho mình thường xuyên tâm trạng gần đây chính là do việc mắc bệnh liệt nửa mặt. Mới đây thì trên mạng xã hội lại xôn xao khi Trấn Thành chia sẻ lên fanpage của mình ca khúc Chưa quên người yêu cũ của Hà Nhi. Mặc dù là nam MC chỉ đơn giản là thể hiện sự yêu thích dành cho ca khúc cũng như là giọng hát của Hà Nhi, song thì giữa thời điểm xuất hiện nhiều tin đồn thì hành động của anh ít nhiều bị cư dân mạng mang ra bàn tán. Còn về việc tiết lộ bị liệt nửa mặt thì bà xã của Trấn Thành cũng chia sẻ thêm: "Tôi bị mắc một căn bệnh mà tôi chưa bao giờ mắc phải, liệt mặt, đó là một căn bệnh hơi kỳ quặc nên tôi có chút bối rối. Tôi không hề tổn thương mà không thoải mái, miệng trái tôi không cười được. Kể từ giây phút đó thì tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi nghĩ là mình gặp vấn đề về sức khỏe và không thể mỉm cười. Các bạn phải biết lắng nghe cơ thể của mình và đừng làm việc quá sức." Về tin đồn ly hôn thất thiệt thì Trấn Thành cũng chia sẻ thêm: "Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ, để đăng lên thì nó là hết hợp đồng hôn nhân. Ai cũng chửi là ký gì mà tới năm số năm dài dữ vậy, thấy ghét tôi gia hạn suốt đời luôn cho mọi người đợi chơi nè." Được biết thì đây không phải là lần đầu tiên mà vợ chồng Trấn Thành Harry Won vướng vào tin đồn ly hôn. Trước đó thì cả hai đã từng nhiều lần bị tương tự nhưng chưa một lần lên tiếng, thay vào đó thì cả hai đăng tải hình ảnh thân mật bên nhau để đáp trả. Và chúng mình là Estelle, mọi người đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!